Now turn up. Rồi chào các bạn đến với kênh Eleven Official. Hôm nay mình làm video này gửi đến tất cả anh em đam mê bóng chuyền kèo chế mình đó các bạn. Bóng chuyền kèo chế mình đó, ngày chính thức thông báo cho các bạn là ngày chính thức thi đấu giải đầu vòng qua là ngày 18 các bạn. Đúng rồi, là ngày 18 thứ bảy. Là nhằm ngày thứ bảy tuần này á, ngày 18 tháng 3 là nhằm ngày thứ bảy tuần này là giải đấu đầu giò 33 miền Nam mình nó sẽ bắt đầu khởi tranh đó. Thì ở đây mình cũng thông báo cho các bạn luôn là mình được biết là đội hiện tại là có 10, hiện tại đã có 11 đội thi đấu tham gia rồi đó các bạn. Còn một đội nữa là di chọi là ban tổ chức, các bạn sẽ chốt danh sách thi đấu nha. Vì những bạn nào cũng muốn tham gia giải đầu giò này hoặc là tham gia để học hỏi kinh nghiệm hoặc là giao lưu đó các bạn, thì lập một team mình 3 người hoặc là 4 người đó, mình lập một team mình gọi cho di chọi đăng ký tham gia. Và hiện tại là mình được biết là chỉ còn có một suất nữa thôi là bắt đầu là chốt danh sách các bạn. Chốt danh sách giải đầu giò OA miền Nam mình nè, thì cũng có sự góp mặt của rất là nhiều cao thủ kèo chế nói về đầu giò đó các bạn. Thì đầu giò cũng là một môn, phải nói môn bóng chuyền chế, môn đầu giò thì cũng thật sự mà nói rất là nhiều anh em cũng đam mê về cái môn này đó. Thì mình cũng thân mời những anh em nào mà có rảnh ngày hôm đó hoặc là các YouTuber mình tới tác nghiệp và những anh em khán giả có đam mê thì tới xem những trận đấu hấp dẫn của những tay cầu thủ đẳng cấp của miền Nam mình lẫn ngoài Bắc luôn các bạn. Thì mình được biết thông tin là cũng có rất là nhiều cao thủ như Hảo Hảo Châu Đốc, Nhí Châu Đốc, Tài Nhỏ, Chú Bình Dương, Thọ Bến Tre đó. Thì mỗi đội thì các cao thủ này là mình được biết là mỗi người có một đội riêng các bạn, chứ không có cho các cầu thủ này gom lại một đội. Vì vậy thì cái giải đấu nó sẽ không còn hấp dẫn nữa, vì mấy tay đẳng cấp này mà gom vô một đội thì chắc chắn là lấy giải hết trơn rồi đó. Thì mấy anh em mà tầm trung tầm gì thì sẽ không có tham gia được, nói chung là tham gia cũng không có khả năng mà có thể thắng đó các bạn, cho nên là cũng không có mạnh dạn tham gia. Vì vậy là ban tổ chức cũng quy định là các cao thủ thì mỗi cao thủ thì mình sẽ có lập một đội riêng đó. Thì mình được biết rất là nhiều cao thủ các bạn, rồi có vé số nữa các bạn, Weibo này kia rất là nhiều. Hội tụ tất cả những anh em mà kèo chế mà về đầu giò đó. Thì ở đây mình thông báo sơ cho các bạn về các cầu thủ thôi. Còn về điều lệ giải là các bạn rất là hấp dẫn. Điều lệ giải rất là hấp dẫn. Các đội tham gia chúng ta sẽ không giống như các giải đấu khác. Các đội tham gia là không có thu lệ phí nha bạn, ban tổ chức không thu lệ phí và mức tiền thưởng giải nó cũng rất là cao. Cũng rất là cao, theo mình là được biết là nói gì mà giải đầu giò mà kèo chế và qua như vậy nè, thì mức tiền thưởng như vậy là rất cao đó các bạn. Đó, mà không thu lệ phí đội bóng nào, nếu mà giả sử như các bạn xem cũng nhiều giải rồi thì các đội tham gia thì cũng ít nhất phải cũng đóng lệ phí là ít nhất 1 triệu cho đến 2 triệu. Nhưng mà ở đây giải này ban tổ chức là tổ chức chủ yếu là để cho anh em các kèo chế giao lưu học hỏi với nhau. Đó. Rồi mấy anh em dàn sáu cũng tới xem những trận đấu hay, cũng những tay cao thủ đẳng cấp hội tụ lại đó. Rồi còn về tiền giải các bạn, mình cũng thông báo thẳng cho các bạn luôn, mình thông báo cho các bạn luôn, công khai luôn là giải nhất là 20 triệu, giải nhất là 20 triệu, giải nhì 10 triệu, giải ba 5 triệu nha các bạn. Đó thì về mức tiền thưởng giải nói chung là khá là hấp dẫn á, theo mình là phải nói là hấp dẫn đó các bạn, không đóng lệ phí mà mức giải thưởng như vậy thì rất là ok. Ban tổ chức phải nói theo mình nghĩ là ban rất là chịu chơi các bạn đó. Thì mình cũng thân mời tất cả anh em tới ngày hôm đó mình sẽ đến xem, mình dẫn mình tới xem những trận đấu hay và cái ngày bốc thăm các bạn. Thì giờ hiện tại giờ còn một đội, còn một suất nữa là chốt danh sách. Thì từ đây tới buổi thứ năm
Buổi thứ năm tuần này các bạn là ban tổ chức sẽ chốt, nếu mà còn có một đội nào tham gia nữa là chốt luôn, là chốt danh sách luôn đó các bạn. Rồi ngày thứ bảy là nhằm ngày 18 tháng 3, ngày thứ bảy tuần này các bạn, là sáng 7 giờ các đội sẽ tập trung bốc thăm tại tại cái địa điểm thi đấu là sân Gò Vấp nha các bạn, sân Lê Đức Thọ đó các bạn, 1264 sẹt 57 Lê Đức Thọ. Đó là hầu như cái sân bóng chuyền Gò Vấp mà Lê Đức Thọ này tất cả anh em bóng chuyền đều biết hết rồi. Sân này diễn ra rất là nhiều kèo hẹn, phải nói rất là nhiều trận đấu lớn và kèo hẹn lớn như Liên Hô cũng có mặt ở sân này, Long Kỳ này kia cũng rất là nhiều cao thủ và các kèo hẹn thì nói chung là mình cũng không có đưa lên địa chỉ gì nữa các bạn, thì các bạn biết cái sân này rồi, hầu như là tất cả anh em miền Nam đều biết địa chỉ sân này rồi, là sân Lê Đức Thọ Gò Vấp là các bạn biết rồi, ở nó nằm ở một hẻm 1264 ở 1264 sạc 57 đó. Rồi nếu mà không nằm vô hẻm đó, nếu mà các bạn không đi vô hẻm đó thì các bạn gõ vô đường An Hội đó, cuối đường An Hội các bạn quẹo phải đi thẳng vô là thấy sân bóng chuyền à, đường An Hội Lê Đức Thọ và nó cũng sẽ ra các bạn đó, nó nằm ở cái trường ở sau trường học cấp 2 đúng rồi, cấp 2 các bạn, cấp 2 cấp 1 vậy đó đó, thì mình cũng thông báo cho các bạn vậy là diễn ra tại sân đó luôn các bạn. Và ban tổ chức là Di Trội và anh chủ sân là anh Tài cùng tất cả các anh em nòng cốt ở sân đó tổ chức một cái giải đấu đó để anh em giao lưu tới mà giao lưu học hỏi với nhau đó. Đây rồi còn có sự thay đổi nào về giải đấu nữa, nếu mà có sự thay đổi thì mình sẽ thông báo cho các bạn trên trên trang YouTube của mình lẫn trang Facebook. Rồi những anh em nào chưa đăng ký kênh của mình nhớ để đăng ký để theo dõi những video hấp dẫn kế tiếp nha các bạn. Ok, anh em nào mà có ủng hộ quần thể thao, quần áo thể thao đó, anh em inbox cho mình ở phần cuối video hoặc là Facebook của mình cũng được các bạn. Zalo cũng được đó, Zalo là số điện thoại là 07888566662. Đó, số điện thoại Zalo của mình. Thì số đó về bóng Thăng Long nè, mình cung cấp cho tất cả các sân bóng hầu như là cả nước luôn, là thứ nhất là về bóng Thăng Long nè, bóng Thăng Long 7.4 nè, 7.7 cũng có, 7.000 cũng được nữa, nhưng mà là hầu như tất cả anh em cũng đều anh em sân bóng là đều ưa chuộng bóng Thăng Long 7.4. Thì khi các bạn khi những anh em mà sân bóng làm sân bóng á, thì lấy bóng của mình á, thì chắc chắn là những anh em các anh em đó là đảm bảo, mình sẽ đảm bảo cho các anh em là về mặt chất lượng, bởi vì mình là dân bóng chuyền mà mình biết cái bóng Thăng Long nó bóng nào cũng giả, bóng nào cũng thiệt mình biết, cho nên là mình cung cấp về thứ nhất là anh em an tâm về cái mặt chất lượng, rồi lưới bóng chuyền các bạn, lưới bốn viền, lưới cao cấp về cái lưới đó, thì hôm nào mình sẽ làm một cái video nữa để nói để phổ biến cho mấy anh em về về thứ nhất là sử dụng bóng như thế nào, rồi lưới như thế nào, sao mình sẽ làm một cái video nữa. Rồi ok anh em, nếu mà không có gì thì mình chúc tất cả anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên người thân gia đình. Rồi ok, anh em mình chào các bạn, bye bye.